Ôi, lại là Văn Văn nè. Hôm nay Văn Văn sẽ mang đến cho các bạn một công thức về giải Rubik biến thể tên mang tên là Megamin nha. Con này cũng nhìn khá là phức tạp nhưng mà không sao. Tiếp tục series giải Rubik của Văn để mình cùng thực hiện nhé. Let's go. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xoay con Rubik Megamin này nha. Đầu tiên mình sẽ sáo con Rubik này lên nha. Mình nói sơ về con Rubik Megamin này này. Thì con này nó gồm có mỗi mặt nó có 5 cạnh và nó có 12 mặt và có 12 màu khác nhau nha các bạn. Thì xoay con này nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu mà các bạn biết xoay cái con Rubik 3x3 á thì cái con này cũng chỉ áp dụng những cái công thức của con 3x3 thôi. Quan trọng là các bước của nó thì phải làm theo một cái bước, cái trình tự nhất định thì chúng ta mới có thể quay được cái con Megamin này nha. Rồi, mình đã xoay xong. Thì như các con Rubik khác á, thì chúng ta cũng bắt đầu từ mặt trắng. Rồi về mặt trắng thì cái con Megamin này á, thì các cái tâm của nó sẽ cố định nha các bạn. Thì chúng ta sẽ xoay theo cái tâm của nó thôi. Con Megamin 3x3 này thì nó đơn giản thôi. Thì nó có tâm nó sẵn cái thì chúng ta sẽ theo tâm. Đầu tiên là mặt trắng á, thì chúng ta sẽ xoay cái hình ngôi sao trắng trước nha. Để xoay cái ngôi sao trắng này á, thì chúng ta xoay sao cho cái cánh ngôi sao màu trắng á nó phải đúng màu với năm cái cạnh của nó nha các bạn. Đó, rồi chúng ta xoay, chúng ta được một cạnh rồi nè. Rồi chúng ta xoay tiếp cạnh tiếp theo nha. Đây. Rồi, hai cạnh. Đó, cạnh đỏ với đỏ nè, chúng ta xoay ví dụ như cạnh này, như chúng ta thấy màu trắng này, trắng tím này. Chúng ta sẽ xoay xoay cho cái màu tím nó về với cái cạnh tím này, rồi chúng ta sẽ đưa nó lên cái mặt trắng và nó sẽ đúng nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo là màu xanh với màu trắng đây. Chúng ta cũng đưa lên. Rồi. Rồi màu tím tím than nè, màu tím than với màu trắng nha. Đây màu tím than với màu trắng, chúng ta tìm cái cục màu tím than với màu trắng. Rồi chúng ta cũng đưa đưa nó về. Đây các bạn. Rồi chúng ta đã được cái ngôi sao năm cánh rồi nè. Chúng ta đã được ngôi sao năm cánh màu trắng. Rồi tiếp theo rồi chúng ta sẽ đưa những cái cục góc vào, thì cái cách đưa nó cũng giống như con 3x3 thôi các bạn. Chúng ta sẽ đi tìm nè. Ví dụ như là cái góc này là góc trắng tím than với vàng đúng không? Chúng ta sẽ tìm cái cục trắng tím than với vàng. Đâu đây, trắng tím đâu. Đây, trắng tím than với vàng nó kẹt ở trên này. Chúng ta đưa nó ra. Lấy nó ra ngoài nha các bạn. Rồi. Trả nó về. Rồi đây cục trắng tím than vàng chúng ta sẽ xoay nó tới tới rồi tới cái chỗ cục tím đi các bạn. Đó chúng ta sẽ xoay nó về cái ngay 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 cái góc cần đưa vào này. Rồi chúng ta tương tự bang bang chúng ta đưa lên nè, chúng ta giấu nó qua, chúng ta trẻ cái cạnh cạnh ngôi sao này về, rồi chúng ta đưa về đó là nó được một góc. Rồi này là tím xanh lá đậm với màu trắng nè, tím xanh lá đậm màu trắng là cái góc này đúng không các bạn. Rồi chúng ta sẽ đưa nó về cái góc đó. Đó chúng ta đưa nó về cái góc đó xong rồi chúng ta sẽ đưa nó lên trên này đúng không. Nhưng mà cái này thì nó cũng giống như cái con 3x3 đó, cái mặt này nó bị ấp xuống thì chúng ta phải 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 phải, phải đẩy cho nó ra cái này các bạn, phải đẩy nó ra cho nó đưa cái mặt nó ra này. Đây rồi chúng ta đẩy nó lên tương tự nha, giấu nó đi, trẻ cái mặt này về, đưa cái mặt này về. Đó chúng ta đã được hai rồi, chúng ta tìm tiếp. Đây là viên trắng xanh đỏ, trắng xanh đỏ, mặt trắng xanh đỏ. Đây chúng ta đẩy nó qua, đẩy nó qua phía mặt trắng xanh đỏ nha các bạn. Rồi đó đưa nó qua mặt trắng xanh đỏ, rồi cũng như vậy thôi, chúng ta đưa nó lên, giấu nó đi, trả về. Đó được một viên nữa. Rồi chúng ta có tím đỏ đây, đưa lên giấu xuống. Rồi còn một viên cuối cùng nè, chúng ta đi tìm. Đây cái con này nó mất thời gian ở chỗ các bạn đi tìm nha các bạn. Đó cái này thì kiểu như là chúng ta luyện cái sự tinh mắt đó mà. Rồi chúng ta được một cái mặt trắng rồi nha các bạn. Rồi công thức rất là đơn giản thôi, giống như con 3x3 là mặt trắng con 3x3 thôi các bạn. Đó được một một tầng rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái tầng 2.
tầng 2 của nó là những cái này. Thì cũng tương tự cái công thức mà ghép cạnh của con 3x3 thôi các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ đi tìm ví dụ nha. Mình ví dụ như các bạn cái này là cái tím than với vàng, chúng ta sẽ tìm cái cục tím than với vàng nha. Tím than với vàng. Đây. Nó nằm trong này rồi thì chúng ta phải lấy nó ra, nhưng mà để mình hướng dẫn cái lấy nó ra sau. Giờ mình tìm cái cục mà tím than với đỏ đi, tím than với đỏ đây đi. Chúng ta sẽ xoay sao cho nó cái màu tím than nó ở dưới. Màu đỏ là này, rồi chúng ta sẽ áp dụng y như là cái công thức ghép cạnh của con 3x3 vậy các bạn. Nè, mình làm cho các bạn xem nha. Xoay xuống cái xuống, đẩy qua, đẩy lên, kéo về, xuống, kéo qua, đưa lên. Đó, nó lại vô được cái góc rồi nè, y như con 3x3 thôi các bạn. Rồi tiếp theo màu xanh với màu đỏ nha. Xanh đỏ đây, xanh đỏ đây, mình cũng đưa tương tự, mình đưa nó qua, màu đỏ nó giống với nhau nè. Rồi mình sẽ đẩy qua một cái này, xuống này, lên xuống. Mình làm rất chậm cho các bạn theo dõi thôi nha. Đó, rồi góc xanh vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới màu xanh với màu tím nha các bạn. Xanh với tím, mình tìm cái cục xanh với tím nào. Xanh tím đây, cục xanh tím. Rồi đưa nó về đây, đây màu tím với màu tím, màu xanh nha các bạn. Rồi cũng tương tự mình làm ngược lại thôi các bạn. Đây, xoay một cái, xuống, xoay, lên, trả về, xoay mặt trước, rồi trả về. Rồi đó các bạn thấy không, nó về rồi nè. Tiếp tục mình cứ thế mình làm tiếp năm cạnh nha các bạn. Tím vàng nè, này tím vàng đó, mình đưa qua, đưa xuống, tương tự công thức 3x3 thôi, không có gì khác hết nha các bạn. Đó, rồi tím than với vàng mình đi tìm nha. Đây tím than với vàng, rồi mình đưa về. Rồi mình phải đưa nó xuống dưới đây nha các bạn. Đó, tím than vàng. Rồi xoay xuống, xoay lên, xoay. Rồi xong. Đó, chúng ta được hai tầng rồi nha các bạn, tầng 1, tầng 2 nè. Đó, rồi rất là đơn giản luôn các bạn. Đó, rồi việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ làm cái tầng thứ ba là cái góc này. Đó, cái này cũng sẽ có năm góc nha các bạn, năm cạnh năm góc, vì con này nó có năm cạnh mà. Rồi thì cái đầu tiên chúng ta phải tìm được cái cục góc này, chúng ta sẽ đưa vào nó giống như là con 3x3, cái cục góc của con 3x3 thôi, không cần phải đảo gì đó. Nhưng mà các bạn chú ý là đừng có để nó xoay cái mặt dưới này, đừng để thì nó sẽ chạy mất cái như này, cái tầng mà nãy giờ chúng ta lắp nha. Bây giờ chúng ta tìm góc này đi, đỏ xanh với lại màu mỡ gà đi. Đó, chúng ta tìm, chúng ta nhìn xem cái cục màu đỏ xanh với mỡ gà đó, nó nằm đây nha các bạn. Rồi chúng ta đưa nó lên. Đó, màu mỡ gà nó giống nhau này, mình sẽ chỉ cần đẩy xuống là nó về, đúng rồi. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái cạnh đỏ mỡ gà nha. Đó, mình nói màu mỡ gà nghe nó kỳ đó các bạn, thôi mình nói là màu ghi đó các bạn, nó là màu ghi đi. Đó, rồi mình sẽ đưa làm sao mà đưa cái cục này nó về cái góc này nha. Thì đầu tiên mình muốn đưa cái cục này vào góc này, mình phải giấu cái cục góc này đi. Đó, xong rồi mình đưa nó xuống, rồi mình trả cục góc về. Đó là nó vô rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo là cái câu màu ghi với màu xanh nè, màu ghi với màu xanh mình đi nhìn thử, mình tìm thử. Đó, mình đảo của mình tìm rồi, đâu là ta, đây ghi màu xanh nó nằm đây nha các bạn, mình cũng đưa nó lên. Rồi
ghi màu xanh thì cũng tương tự thôi, mình phải giấu hai cái này xuống, giấu xuống rồi đưa nó về đúng cái góc, rồi chẽn lên đó, được một chữ V rồi này các bạn. Rồi tương tự mình làm mấy cái chữ V còn lại thôi nha các bạn. Như cái cục này nó đúng rồi nhưng mà nó bị sai, nó đúng vị trí nhưng mà bị sai góc này các bạn, thì chúng ta đưa lên trên, chúng ta đảo nó đi thôi đó, đảo rồi đưa nó xuống đó. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta tìm cái cục xanh với lại xanh dương nha, xanh lá xanh dương nha, xanh lá xanh dương nó nằm đâu ta. Đó, cái này mất thời gian của chỗ tìm ở đây, xanh lá xanh dương mình tìm hết rồi nè. Rồi mình đưa nó lên đó, xanh lá xanh dương, rồi mình cũng giấu cái cục này xuống, rồi mình đưa cái nó về, chả nó lên nè các bạn, nó vô rồi. Còn đây cục tím nó sai vị trí, mình phải lấy nó ra nha. Nhà muốn lấy cái cục đó ra thì mình phải giấu, mình giấu cái chữ V này đi á thì nó sẽ chạy cái chữ V bên này nha các bạn. Vì vậy á mình phải giấu cả hai chữ V, mình giấu chữ V này trước đó, giấu nó qua một bên, xong mình sẽ giấu cái cục bên này, rồi mình đưa nó ra đã, rồi mình chẽ nó về đi, rồi chẽ nó về, rồi nó ra ngoài này nè các bạn. Xong rồi mình xoay cho nó về đúng cái màu của nó đã. Tiếp tục mình lại đưa nó vào lại vị trí, mình đảo nó xong rồi mình đưa nó lại vị trí nha, mình lại giấu cái chữ V đây phía trước, mình giấu cái chữ V dưới đó, rồi mình chẽ nó về rồi mình chẽ cái chữ V về, chẽ chữ V trước về, rồi mình được hai chữ V này các bạn đó. Để nó không chạy thì mình phải giấu cái chữ V phía trước nha, không là chạy mất cái chữ V phía trước là nó lộn nó sai đó. Rồi tiếp theo là cái góc tím vàng cam, tím vàng cam được rồi, đây tím vàng cam nằm như này. Rồi làm sao để đưa nó xuống ta, đó chúng ta phải đảo cho nó về một cam này các bạn, đó một cam với một cam nè, ta đưa nó xuống. Rồi chú ý cho hai cái góc này đừng để nó chạy nha các bạn. Rồi tiếp theo màu cam với màu tím, đây cam tím này nó nằm sẵn rồi này các bạn, rồi chúng ta chỉ việc giấu cái góc này xuống thôi, rồi chúng ta đưa nó về vị trí, chúng ta chạy cái góc về đó, đúng không các bạn, về nè đó. Cái phía bên này á thì chúng ta không cần giấu nha, nhưng là làm cái phía bên này thì chúng ta phải giấu cái chữ V phía trước nha. Nè như này nè, đó màu vàng nè, màu vàng với màu cam, mình đi nhìn mình tìm màu vàng màu cam, đây màu vàng màu cam đây, mình lấy nó ra thì nó chạy cái chữ V này nha các bạn. Lấy nó ra rồi cái mặt ở trên á thì mình chưa làm, mình có thể xoay thoải mái đi đó, mình xoay thoải mái nhưng mà phải chẽ nó về, chẽ cái chữ V trước về cho mà nó chạy nha các bạn. Rồi mình lấy cái cục vàng về xong á thì mình phải xoay cho nó về đúng cái chỗ màu cam, nó với màu cam nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ giấu cái chữ V phía trước, rồi giấu cái góc này đó, xong rồi chẽ cái màu vàng xuống, rồi đưa nó về đó các bạn. Đó chúng ta được 1, 2, 3 chữ V rồi đúng không. Rồi tiếp theo mình hãy làm chữ V thứ tư nè, vàng tím xanh lá nè, vàng tím xanh lá đây, vàng tím xanh lá có sẵn luôn rồi các bạn, mà chúng ta phải xoay cho nó đúng màu xanh, nó màu xanh này chúng ta đưa xuống mới được nè, đó đúng không, xanh với xanh này. Rồi vàng xanh đây, vàng xanh đưa nó đây đó, cái mặt trên á, mặt trên là mình chúng ta chưa có sử dụng cái mặt có cục xám này nè, chúng ta chưa xoay á là chúng ta có thể xoay nó thoải mái mà không sợ gì hết, nên mình chưa làm mà đó không ảnh hưởng gì hết đó, nên mình muốn đảo hay gì mình cứ đưa lên mặt trên mình đảo nha các bạn. Xanh nè, là đưa nó về góc này nè, tương tự này mình giấu cái chữ V này đi, giấu cái góc này đi, xong mình chẽ nó về, mình đưa nó lên. Rồi một góc nha, màu xanh với màu tím nè, màu xanh với màu tím đây đó, xoay nó qua. Rồi giấu cái chữ V về phía trước nè, rồi giấu cái góc này nè, rồi đó đưa cái màu xanh với màu tím nó về góc, chả nó lên, chả cái chữ V hồi nãy về. Rồi xong, mình đã được 4 chữ V nha các bạn, 1, 2, 3, 4 đó, còn một góc nữa, góc tím đỏ hồng nha, đây tím đỏ hồng luôn. Rồi đưa màu hồng về đúng vị trí, xoay một cái là nó xuống dưới thôi đó, rất là đơn giản thôi các bạn. Rồi
chúng ta sẽ tìm cái cục tím hồng nha. Tím hồng đâu? Đây, tím hồng. Tím hồng này. Nè. Bây giờ cái góc cuối cùng rồi cho nên đảo thì nó sẽ chạy mấy cục sát bên nha các bạn. Cho nên các bạn chú ý, ví dụ như bây giờ mình đưa nó xuống cái góc hồng này á. Đó, thì cái này nó chạy nè, sau đó mình xoay một cái. Không được, từ từ. Nha. Bây giờ cái góc hồng này nó ở đây rồi thì hơi khó đảo nè. Bây giờ mình sẽ xoay một cái. Đó, xong rồi. Đẩy cái này lên. Rồi, đẩy cái góc hồng lại. Đó là góc hồng nó đúng rồi nha các bạn. Góc hồng nó đúng rồi nhưng mà cái chữ này nó bị lệch nè. Đó là mình phải trả cái chữ lệch này nó về. Rồi mình phải trả cái góc này xuống, nhưng mà khi trả thì cái chữ hồng này nó sẽ chạy xuống dưới đây, đúng không? Rồi, không sao, nó chạy xuống kệ nó. Rồi. Đó, chúng ta có cái góc hồng này rồi. Rồi, chúng ta sẽ đưa góc hồng này xuống dưới đây thì tương tự mình sẽ giấu cái này đi, đúng không? Nhưng mà nó là cái chữ V cuối cùng rồi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chữ V ở phía bên tay phải của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta tương tự cái phía bên này thôi, chúng ta giấu cái chữ V đi. Giấu, nhớ nha, tới cái thứ tư là phải giấu hai bên. Giấu cái chữ V bên này. Xong rồi chúng ta sẽ giấu cái góc này xuống. Đó. Đưa xuống, chẻ lên, rồi chẻ cái chữ V này lại. Đó, cho nó không chạy nha các bạn. Đó. Nên chúng ta sẽ được bên này. Rồi, tiếp theo là cái màu hồng với màu đỏ. Màu hồng với màu đỏ nha. Hồng với màu đỏ. Đây, màu hồng với màu đỏ. Thì nó không kẹt ở dưới này. Thì chúng ta khi đưa lên thì chúng ta xoay nó đi. Thì chúng ta phải chẻ cái chữ V đó về. Đó. Cho nó không có chạy kiểu V. Rồi, hồng đỏ đã lên trên rồi nha các bạn. Rồi chúng ta xoay nó lại chỗ màu hồng thôi. Rồi tương tự chúng ta giấu cái chữ V phía trước. Giấu chữ V phía trước. Giấu cái góc này xuống. Rồi đưa hồng đỏ về đúng vị trí. Rồi chẻ lên. Chẻ cái chữ V phía trước. Rồi chúng ta đã đủ 5 chữ V rồi nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, lắp cái con này thì nó mất cái thời gian ở cái chỗ mà từng làm từng góc thì mất thời gian thôi, chứ còn nó rất là đơn giản nha các bạn. Chúng ta chỉ cần làm đúng các bước và đúng cái thứ tự là nó xong rồi. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái tầng tiếp theo là cái cục góc lòi ra đây nè. Đó, cái cục lòi ra đây nè. Đó, 5 cái cục lòi ra thì cũng tương tự như cái cục góc ở con 3x3 cái tầng 1 thôi, chứ nó không phải là giống cục góc tầng cuối nữa các bạn. Chúng ta tìm nè. Bây giờ mình tìm nha. Mình nhìn lên cái ở trên này trước. Cái con nào mà nó không có màu xám á là nó là con góc. Chúng ta đưa nó vào trước. Đó, cái này á là cái cục góc màu ghi, màu đỏ, màu hồng nè. Nó vô góc này nè. Đó, chúng ta xoay nó tới màu ghi. Đó, rồi chúng ta đưa nó lên màu hồng nè. À, xong, sorry các bạn. Chúng ta đưa lên màu đỏ nè. Rồi, chúng ta giấu nó đi. Chúng ta sẽ trẻ lại. Đó, nó vô góc, thấy không? Vô góc rồi nè các bạn. Rồi, tiếp theo nè. Mình nhìn. Đây, cục này nha. Cục này xanh tím hồng là chỗ này nè. Xanh tím hồng. Rồi, xanh tím hồng làm sao đưa nó vô được góc đây ta? Rồi. Muốn đưa thì mình đầu tiên mình giấu nó qua một bên. Đưa thằng này lên. Mình phải đảo cho nó chạy được các bạn. Mình đảo cho nó chạy cho cái nó về cùng màu rồi các bạn. Đó, mình đảo vừa rồi là mình đảo để cho nó về cùng cái màu hồng này để đưa xuống được nè. Muốn đưa nó xuống góc được thì nó phải cùng màu ít nhất vào một mặt này hoặc một mặt xanh này thì mình mới đưa nó xuống được. Đó. Rồi đưa nó về được rồi thì mình cứ đưa nó xuống thôi. Xong rồi mình giấu nó qua. Rồi mình chẻ cái hồng nãy lên. Sorry các bạn. Rồi. Từ từ nha. Xin lỗi nha. Rồi. Rồi, mình nói lại nha, cái chỗ này nè, cái góc này nè, mình sẽ đưa nó xuống tương tự thôi, tương tự như cái con 3x3 thôi, mình đẩy lên đây cho dễ nhìn đi. Mình đưa nó lên. Rồi, mình giấu nó đi.
mình chẻ cái mặt hồng xuống, mình đó mình đẩy xuống đó là nó về góc rồi các bạn. Đó được một cái này, một cái, hai cái rồi nè. Rồi tới cái thứ ba nha. Cái thứ ba là cái vàng cam với màu xanh đúng không? Đây vàng cam xanh này, vàng cam xanh ở trên trên đầu đây luôn. Rồi mình đưa nó về màu xanh này. Tương tự ra mình đưa nó xuống, mình giấu nó qua, mình chẻ này về, mình chẻ nó về thôi. Đó được một góc nữa đây nè. Tiếp tục luôn là một tím màu xanh với màu đại màu cam đúng không? Một tím màu xanh màu cam. Mình đưa nó vào. Bây giờ nó không có trùng màu cam mà cũng không có trùng màu xanh thì giống như lúc nãy thôi, chúng ta đưa nó lên rồi chúng ta đảo thôi. Đó, chúng ta đảo rồi chúng ta chẻ nó cái góc này về. Rồi nó có màu xanh cùng nhau rồi nè các bạn. Đó, mình đảo xong là nó có màu xanh cùng nhau rồi, mình làm dễ rồi. Mình đưa cái này xuống nè. Giấu đi. Chẻ về. Đưa nó lên lại. Rồi được thêm một góc này nha các bạn. Tiếp theo là cái góc màu xanh lá với màu xanh dương với màu ghi. Xanh lá xanh dương đây. Rồi, nó cũng trùng rồi nè. Thì các bạn đưa nó xuống thôi. Đưa xuống. Giấu qua. Chẻ nó lên. Chẻ nó về. Rồi, chúng ta được 5 góc này nè các bạn. 1 góc, 2 góc, 3 góc, 4 góc, 5 góc. Đó, chúng ta tiếp tục xong được một tầng nữa rồi các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là mình làm tới cái cạnh này nha. Cái cạnh này thì nó cũng tương tự con 3x3 lúc nãy thôi các bạn. Chúng ta nhìn ở cái mặt dưới nè. Chúng ta xem cái nào nó không có cái màu xám á, là nó là cái cạnh nha. Đây, như cái này. Đó, không có màu xám nè. Là màu ghi với màu hồng nè. Đó, nó nằm đây luôn. Để đưa nó qua. Rồi, đưa nó xuống. Rồi, đưa qua. Đưa lên. Đưa lại. Xoay. Chẻ về. Đưa lên. Rồi, nó vô góc nè nha. Rồi, chúng ta nhìn tiếp. Đây. Màu xanh với màu xanh nè. Màu xanh với màu xanh. Chúng ta đưa về đây nè. Đó, màu xanh với màu xanh. Chúng ta tiếp tục nè. Đẩy nó qua. Đưa xuống, đẩy nó qua, đưa lên, đẩy nó qua, xoay xuống, xoay. Rồi, nó về vị trí này nè các bạn. Rồi nhìn xuống dưới tiếp. Đây, màu ghi với màu xanh dương, này ghi xanh dương. Rồi, chúng ta cũng tương tự chúng ta làm. Đưa qua, đưa xuống, xoay xuống, xoay qua. Rồi về vị trí nha. Rồi màu hồng màu xanh này tương tự mình đưa qua, mình làm ngược lại thôi. Xuống à, lên. Rồi mình nhìn thử còn màu nào nữa không nha. Đây màu xanh với màu cam này. Đó chúng ta cũng đưa nó lại, xanh cam này, các bạn đưa qua. Đưa xuống, xoay, lên, xoay, xuống, xoay, lên. Rồi, chúng ta đã hoàn thành được tất cả cái tầng rồi, trừ cái tầng trên cùng nha các bạn. Đó, trừ cái tầng trên cùng thôi. Rồi, chúng ta sẽ xoay cái tầng cuối nha. Cái tầng cuối thì nó cũng như cái tầng cuối của con 3x3 thôi các bạn. Rồi mình sẽ xoay cái chữ hình ngôi sao màu xám nha. Rồi chúng ta sẽ để xoay cái mặt không có màu xám xuống dưới. Ta sẽ xoay qua. Rồi xoay lên. Rồi xoay xuống. Rồi xoay lên. Rồi xoay qua. Rồi, đó. Rồi chúng ta đã có cái dấu ngôi sao rồi nha các bạn. Rồi cái dấu ngôi sao rồi. Bây giờ thì cái này thì cũng may mắn là cái ngôi sao của chúng ta nó trùng tất cả cái vị trí màu rồi. Còn nếu mà trường hợp mà nó không trùng á thì chúng ta dùng cái công thức mà đảo góc của con 3x3 để chúng ta làm thôi nha. Thì bây giờ chúng ta đã có cái dấu ngôi sao rồi nè.
Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp phun cái mặt này màu xám. Rồi, phun cái mặt này màu xám nha các bạn. Rồi, thì muốn làm phun cái mặt này màu xám á, thì chúng ta ở đây chúng ta có hai cái rồi nè, ba cái màu xám rồi, còn hai này là chưa xám rồi. Chúng ta sẽ xoay qua mặt sát bên này, ta sẽ làm cái công thức đơn giản như thế này thôi, không phải dài dòng gì hết. Xuống một cái, qua một cái, lên một cái, trẻ lên một cái, xuống một cái, qua trẻ về. Chúng ta cứ làm thế tới khi nào mà nó phun mặt xám thì thôi nha các bạn, nó xám thì thôi đó. Rồi nó xám rồi nè, thì chúng ta sẽ đưa cái góc này qua. Rồi chúng ta cũng làm tiếp tục vậy thôi, xuống và lên, xuống và lên. Rồi khi mà phun mặt xám thì tự động cái chỗ này nó sẽ đúng lại nha các bạn. Đây chúng ta đã phun mặt xám này, chúng ta xoay về cho nó đúng vị trí nè, đó đúng vị trí nè các bạn. Rồi bây giờ việc của chúng ta là sẽ đưa những cái cục này đúng về cái vị trí của nó nữa, là xong cái tầng trên nha các bạn. Thì muốn đúng vị trí thì chúng ta sẽ dùng cái cách này để chúng ta cháo những cái góc này với nhau này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm như sau nha các bạn, để ý nha. Đưa một góc qua lại xuống cho ra, chúng ta sẽ đổi một cái cục đúng ra ngoài và một cái cục khác màu đẩy ra ngoài, và một cái cục xám chúng ta đưa xuống dưới góc này nha các bạn. Chúng ta giấu ở trong đó nha các bạn, giấu tạm ở đó. Rồi chúng ta sẽ nhìn nè, cái màu hồng với màu xanh này, hồng với xanh, chúng ta sẽ tìm cái góc hồng xanh đây, cái góc này. Rồi chúng ta đổi cho cái cục đó vô nha các bạn, đưa cái cục nó vô này, đẩy lên đưa ra đó, hồng xám đúng rồi nè các bạn, hồng xanh nè. Rồi tiếp theo chúng ta nhìn lại cục này là cục xanh cam nha các bạn, xanh cam đây, cục xanh cam đây. Chúng ta tương tự, chúng ta cũng đưa nó vào, rồi đẩy nó xuống, đưa nó ra, đó nó đúng luôn nè, xanh cam nè các bạn. Rồi chúng ta nhìn lại đây, cục này là cục hồng ghi nha các bạn, hồng ghi là góc này nha các bạn, đó hồng ghi nè. Chúng ta cũng đưa nó vào, đổi cái cục đó lên, đưa nó ra, đó đúng hồng ghi luôn. Rồi tiếp theo là xanh ghi nè, xanh ghi đây, góc xanh ghi nè, xanh ghi. Chúng ta cũng đưa cái cục này vào, đẩy xuống, đảo ra, đúng luôn, xanh ghi nè các bạn. Rồi còn này là màu tím vàng nha các bạn, màu tím vàng. Đó. Sorry các bạn. Màu này chứ. Đây là màu xanh với cam nha, góc xanh cam, xanh lá với cam này. Còn tím vàng nó là cục dưới kia rồi các bạn, xanh với cam này. Đó, chúng ta cũng đưa nó vô, chúng ta đảo lên. Đó, nó đã về vị trí hết rồi nha các bạn. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái cục Rubik Megama rồi nha các bạn. Rất là đơn giản thôi, nó chỉ có làm theo các công thức của con 3x3 và một số cái lưu ý nhỏ ở cái tầng cuối cùng nữa là chúng ta đã hoàn thành rồi. Mình mong là các bạn xem video này kỹ và có thể lắp được con Rubik Megama này nha. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Rồi xin chào, và nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và một share, một subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn.